Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Anh chị đang xem cái video clip phân tích vàng, Forex và chứng khoán Mỹ theo reaction. Và đây là cái video mà được nhiều anh chị em trader trông đợi nhất trong tuần ha. Bởi vì nó thể hiện qua là cái lượt view là luôn luôn là cao nhất trong tuần. Cho nên là Hoài thấy là anh chị cực kỳ quan tâm tới những cái thị trường ha, những cái vàng, tiền tệ và đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì thời gian vừa rồi chúng ta đã gặt hái được khá là nhiều cái lợi nhuận từ cái thị trường chứng khoán Mỹ và những cái kèo cổ phiếu của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào video thôi. Nếu anh chị mới đến với kênh Trader Việt thì nhớ để lại một like, một subscribe kênh và có thể để lại bất kỳ cái comment về bất kỳ cái thị trường, hàng hóa, tiền tệ ha, hay là bất kỳ cái mã cổ phiếu nào để Nhật Hoài có thể trực tiếp nhìn biểu đồ và đưa ra cái nhận định cho anh chị dựa theo kinh nghiệm giao dịch production của Hoài. Và nếu anh chị cũng chưa biết về production là gì thì anh chị bấm vào nút chữ Y này ha, xem lại cái playlist, cái danh sách video clip về production. Bây giờ chúng ta cùng đi vào cái bài phân tích ngày hôm nay. Đầu tiên là vàng. Vàng rõ ràng là nhân vật chính rồi ha, nhân vật chính trong tuần qua, bởi vì nó đã gần như là chạm được cái đỉnh cao nhất mọi thời đại rồi. Bây giờ đây là biểu đồ D1 ha, anh chị cùng xem cái biểu đồ tháng đi. Đấy, biểu đồ MN, biểu đồ tháng là anh chị sẽ thấy cái đỉnh cao nhất mọi thời đại của vàng này là đạt được vào khoảng là ngày 1 tháng 2 ha, đầu tháng 2 năm 2011. Và hiện tại thì bây giờ nó đang gần chạm gần đúng luôn ha, chạm chính xác ngay cái đỉnh cao nhất mọi thời đại. Thì một câu hỏi đặt ra là khi mà nó chạm cái đỉnh cao nhất mọi thời đại này rồi thì nó có vượt qua được hay không, hay là nó đảo chiều giảm ngay tại đây. Mình dạo vòng quanh một cái nhóm ha, anh em Trader Việt Thiện Lành, đó là nhóm chính thức của Trader Việt, thì mình thấy rất nhiều anh chị em đang bị kẹt lệnh sell vàng và hiện tại đang chuẩn bị canh sell. Nhiều anh em khác thì đang lại chuẩn bị canh sell vàng ngay tại cái đỉnh cao nhất mọi thời đại này. Thì lời khuyên của Hà dành cho các anh em là gì? Đó là chúng ta không nên sell tại cái đỉnh cao nhất mọi thời đại. Vì sao? Bởi vì anh chị thấy cái cách mà giá tiếp cận cái đỉnh cao nhất mọi thời đại này nó khác hoàn toàn, nó khác hoàn toàn so với cái lần trước mà nó tiếp cận. Vậy đấy nè, lần trước ha, cái lần trước mà nó tiếp cận cái đỉnh cao nhất này là vào 2011 á, 2011 là nó tăng lên một nến rất là mạnh, tăng lên một nến rất là mạnh ha, và nó đóng cửa thấp hơn một chút xíu để lại một cái đuôi nến như thế này. Và ngay cái nến tháng đằng sau nó, cái nến tháng tiếp theo á, là một cái nến giảm rất lớn ha, cũng để lại một cái đuôi nến lớn. Thì theo Braxton, đây là cái sự đuối sức. Bởi vì sao? Bởi vì một nến tăng nhưng nó lại để lại một cái đuôi nến, tức là nó bị giảm xuống trong những cái thời khắc cuối cùng của cái nến này đóng cửa, thì nó lại đóng cửa thấp hơn chứ nó không có đóng cửa cao hơn ở phía trên, tức là nó không có giữ được cái mức giá cao trong toàn bộ cái nến mà nó lại chịu thua trong cái giai đoạn cuối cùng. Còn bây giờ anh chị để ý ha, thấy cái nến tháng hiện tại của vàng là một nến tăng cực kỳ mạnh, nến tăng cực kỳ mạnh, và là nó chưa hề có một cái bóng nến nào cả, chứng tỏ là cái lực tăng của nó đang còn mạnh, và chưa hề có sự đuối sức ở đây. Đây là biểu đồ nến tháng ha, cho nên phải kết thúc tháng 7, khoảng một tuần nữa thôi là chị sẽ biết được kết cục của cây nến này là như thế nào. Thì lúc đó Hoài khuyến nghị là chị nên xem cái biểu đồ tháng này, xem cái cây nến tháng mà nó còn tăng mạnh như thế này nữa hay không. Mà nó còn tăng mạnh như vậy, mà nó đóng cửa cao như vậy thì mình nghĩ là chị không nên sell, bởi vì khả năng là cái đỉnh cao nhất mọi thời đại này nó cũng đã chuẩn bị sẽ vượt qua rồi ha. Quay trở lại biểu đồ D1 thì ở giữa tuần ha, vào ngày thứ ba là Hoài đã làm một cái video clip là cập nhật phân tích vàng cho anh chị, bởi vì lúc đó vàng nó đã phá cái đỉnh rất là cao, lúc đó vàng khoảng 1860 rồi ha, bây giờ là nó chạm đỉnh 1900. Thì Hoài có tính sẵn cho anh chị một cái mục tiêu
Một cái mục tiêu đó là 1950 theo cái mô hình là mô hình lá cờ. Anh chị chưa biết cách tính thì chỉ bấm vào cái nút này. Đó là Hoài phân tích, chỉ riêng phân tích vàng thôi. Và hiện tại bây giờ nó 1900 rồi ha, chỉ còn cách cái mục tiêu của chúng ta khoảng 50 đô nữa thôi, không có quá xa. Cho nên khả năng là trong thời gian tới Hoài sẽ có một kỳ vọng là vàng sẽ tiếp tục tăng và nó chạm được cái mức là 1950 luôn. Còn bây giờ chúng ta làm được gì với vàng? Là chúng ta không làm được gì cả. Ha, nếu anh chị đang có lệnh mua thì anh chị giữ lệnh cho tới khi chạm mục tiêu 1950, hoặc là anh chị có chốt lời dần dần bây giờ được rồi, bởi vì nó cũng không còn cách mục tiêu quá xa nữa. Và thứ hai, nếu anh chị chưa có lệnh nào thì anh chị cũng không nên làm gì với vàng, bởi vì chúng ta không mua được, nó đã chạy rồi làm sao chúng ta mua ha, chúng ta không nên mua đuổi giá. Và thứ hai là chúng ta, nếu chúng ta đang có lệnh bán thì anh chị cắt lỗ giùm mình ha, vì nó còn, nếu mà thị trường đang tăng thì nó sẽ chỉ còn tăng tiếp thôi, chứ nó khó mà đảo chiều được lắm. Mình biết nhiều anh chị đã gồng lệnh sell vàng từ khoảng 1.800 ha, 1.800 tới giờ cũng gần cháy tài khoản rồi, hoặc 1.700, 1.800 thì nên chốt đi. Và nếu anh chị đã theo những cái kèo của Hải phân tích vàng trong khoảng suốt 1 đến 2 tháng nay là anh chị sẽ không bao giờ bị kẹt lệnh sell cả, bởi vì Hải chỉ khuyến nghị mua lên thôi. Và nhiều anh chị đã mua lên theo kèo của Hải ha, theo pin 3 này nè và theo cái fakie này là anh chị đã ăn được khoảng 4 đến 5 5R lợi nhuận rồi. Là chúng ta đang có khoảng 10% ha, tài khoản chúng ta tăng được khoảng 10% chỉ theo cái kèo vàng này thôi. Rồi, tiếp theo là dầu. Với dầu thì lệnh của chúng ta đã vừa được kích hoạt ha. Đây là mô hình tam giác tăng và nó đã phá vỡ lên khỏi cái mô hình tam giác tăng và phản ứng tăng này. Nhưng hiện tại thì giá đang quay trở lại điều chỉnh một chút xíu ha, nhưng không sao ha, chúng ta vẫn giữ lệnh và cái dừng lỗ chúng ta quanh cái mức là 41,22 vì nó đi ngang qua cái đuôi của cái thanh nến pin 3 này. Kỳ vọng chốt lời hồi tính như thế nào? Đó là cái chiều cao của tam giác nè, đấy, chiều cao của tam giác tăng này căng lên phía trên thì chúng ta được cái mục tiêu là 52,58 ha, làm tròn là khoảng 52 đi. Đấy, mục tiêu chúng ta là 52. Tiếp theo là UG. Với UG thì cái range giá ha, cái range giá đi ngang của nó nè là đỉnh là 108,115 và đáy là 105,983. Thì cái range giá này chuẩn bị phá xuống dưới rồi. Nhưng anh chị thấy ha, cái thanh nến giảm nè, thanh nến giảm này phá đục thủng xuống dưới cái cạnh dưới của cái vùng giá này. Nhưng mặc dù là nó chưa đóng cửa bên dưới ha, mặc dù là chưa đóng cửa bên dưới, nhưng với cái động lượng của thanh nến tăng, với cái động lượng của thanh nến giảm lớn như vậy thì cái việc mà range giá này bị phá vỡ xuống chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên trong thời gian vài ngày tới ha, là anh chị đợi giá hình thành những thanh nến nhỏ ha, thanh nến nhỏ nằm trọn bên trong cái thanh nến mẹ lớn này thì chúng ta có một cái inside buy giảm giá để chúng ta có thể sell xuống theo cái cách vào lệnh của inside buy ha. Anh chị bấm vào nút chữ Y xem lại cách vào lệnh với inside buy. Khả năng là giá sẽ không bật lên được trong thời gian tới đâu. Với UG là họ chỉ thiên hướng giảm thôi, chúng ta chỉ canh sell mà thôi. Tiếp theo là NU. Với NU thì anh chị đang có lợi nhuận ha. Chúng ta đã mua theo cái kèo là buy stop phá vỡ lên trên phía trên 0,658 này và dừng lỗ chúng ta đặt thấp hơn so với đáy của cái thanh pin 3 quanh 0,65. Và kèo này chúng ta đang có lợi nhuận một chút xíu, khá là tốt ha. Tuy nhiên ha, với hai thanh nến gần nhất trong cái ô này, đấy, đây gần như là hai thanh nến pin 3 giảm giá, cho nên thời gian vài ngày sắp tới là mình kỳ vọng mình sẽ có một đợt điều chỉnh nhẹ cho NU. Nhưng không sao, chúng ta vẫn giữ lệnh. Và nếu anh chị chưa vào lệnh thì cái đợt điều chỉnh này sẽ là một cơ hội cho anh chị vào mua. Canh mua quanh 0,658 nè, quanh cái mức mà chúng ta đã mua rồi á. Khi giá hình chạm và hình thành setup reaction tại đây, dừng lỗ chúng ta giữ nguyên ha và chờ câu trả lời từ thị trường. Tiếp theo là GU. Với GU thì kèo sell của chúng ta tại vùng kháng cự 1,264 nè, sell xuống theo cái pin 3 nè, hai cái pin 3 nè, ba cái pin 3 luôn và đã dừng lỗ. Kèo này đã dừng lỗ rồi, không sao. Chúng ta mất 1R lợi nhuận nhưng chúng ta có được 5R lợi nhuận từ kèo mua vàng, cho nên cộng lại chúng ta có 4R, vẫn còn lợi nhuận khá là tốt ha, không sao cả. Đây là cũng là một lời giải thích cho cái việc là anh chị nếu đã chọn theo kèo của Hoài là anh chị theo tất cả các kèo nha ha, không phải là cứ chọn kèo nào anh chị thích là anh chị chỉ theo kèo đó thôi, bởi vì có thể là cái kèo anh chị chọn đó là kèo dừng lỗ của Hoài, nhưng vì Hoài theo tất cả các kèo Hoài khuyến nghị ở đây cho nên Hoài sẽ được bù lại bằng những cái kèo có lợi nhuận. Anh chị không thể nào biết được là kèo nào ăn, kèo nào thua cả, và ngay cả Hoài cũng không biết được. Chỉ có lợi thế là chúng ta có tín hiệu thì chúng ta vào thôi, cho nên anh chị bắt buộc phải vào tất cả các kèo nếu anh chị chọn theo kèo của Hoài thì mới có cái khả năng là anh chị bù qua sớt lại là anh chị có lợi nhuận được. Chứ anh chị cứ chọn đại một kèo thì lỡ nó kèo đó Hoài thua thì sao, đúng không ạ? Không biết được kèo nào thua, kèo nào thắng.
Đây là kèo thua của Hài ha, không nên không sao. Cái vùng kháng cự 1.264 này bị phá vỡ nè. Và ngay sau đó giá chạm lại cái vùng kháng cự này bằng pin 3. Cái đuôi pin 3 chạm đúng ngay cái vùng này luôn. Rất là tuyệt vời ha. Chứng tỏ đây là một cái vùng kháng cự rất là tốt. Thì anh chị đã có thể mua ngay theo cái pin 3 này ha. Chúng ta đặt lệnh buy limit quanh cái mức là đỉnh pin 3 này, 1.274 nè. Nhưng lỗi chúng ta đặt thấp hơn so với cái đuôi pin 3 quanh 1.264 đi. Đấy, 1.264. Nếu mà giá giảm xuống cái mức quanh 1.248 thì anh chị vẫn có thể mua lên tiếp được. Đây là vẫn là cái một cái vùng tốt. Nhớ chỉ mua khi giá chạm và setup reaction. Tiếp theo là EU ha. EU cũng đã phá vỡ những cái đỉnh cao nhất trong thời gian vừa rồi. Và bây giờ khá là muộn để chúng ta vào mua EU rồi ha. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi quanh những cái mức hỗ trợ để chúng ta có thể mua lên thôi. Đầu tiên là vùng quanh 1.149. Vì sao? Bởi vì nó đi qua cái đỉnh cao nhất của EU được hình thành vào khoảng tháng 3 ha. Và đỉnh thứ hai, vùng thứ hai là vùng 1.14221 nè, vì nó đi qua một cái đỉnh trước đó tại đây rất là tốt. Chờ quanh hai vùng này và chúng ta có thể mua khi giá thành setup reaction. Tiếp theo là AU. Với AU thì đúng như kỳ vọng của Hài là với việc là NU, NZD phá vỡ lên được cái đỉnh vùng kháng cự trên thì AU cũng sẽ phá vỡ thôi. Đây cũng là một mô hình tam giác tăng nhưng Hoài đã chọn không vào lệnh với mô hình này. Bởi vì sao? Bởi vì Hoài thấy là có một cái khoảng trống nè. Đây, chúng ta có một cái khoảng trống ha. Cái khoảng trống với giá so với cái vùng kháng cự, cho nên cái việc mua buy stop tại đây rất là khó ha, rất là khó. Cho nên là Hoài đã chọn là không vào lệnh theo kèo này. Bây giờ chúng ta có thể vào khi giá chạm lại cái vùng kháng cự là 0.706. Hoài đã có một kênh thanh nến doji tại đây ha. Nhưng đây không phải là setup vào lệnh của ta. Chúng ta chỉ vào lệnh khi giá thành 3 mà thôi. Thì đây chỉ là dấu hiệu cho thấy là giá đang có phản ứng tốt với cái vùng này thôi. Tiếp theo là chỉ số S&P 500 ha. Với những cái chỉ số chứng khoán Mỹ và những cái kèo cổ phiếu Mỹ thì Hoài đặc biệt là thêm vào một cái đường EMA. Đây, cái đường màu trắng này nè. Đấy. Đây ha, đây chính là đường EMA, Exponential Moving Average, tức là đường trung bình đồng hàm mũ. Và cái khung thời gian ha, cái chu kỳ cho cái EMA này là anh chị chọn 21 và anh chị đặt tất cả những thứ còn lại là mặc định thì anh chị sẽ thấy có được một cái đường giống như Hoài như thế này. Và tại sao Hoài chọn cái đường EMA trên cái thị trường chứng khoán Mỹ? Bởi vì sao? Bởi vì chứng khoán Mỹ nó có đặc trưng một cái là cái những cái thanh nến của nó di chuyển không có được dày đặc và không có được mượt như là thị trường Forex. Anh chị để ý ha, chúng ta có khá là nhiều những thanh nến có gap nè, có những cái khoảng gap và những thanh nến nó hơi thưa thớt. Ví dụ so với biểu đồ vàng đi chẳng hạn, đây anh chị thấy biểu đồ vàng, cái những thanh nến của nó rất là sát nhau và nó cho thấy là cái thanh khoản rất là cao ha. Và với chứng khoán Mỹ thì chúng ta không có được cái điều đó, cho nên Hoài cần một cái đường EMA để chúng ta xác định được cái xu hướng tốt hơn. Và thứ hai là nó cũng tìm ra cho chúng ta những cái vùng giá mà chúng ta có thể mua lên hoặc là chúng ta bán xuống rất là tốt. Anh chị đấy, những cái lần mà giá chạm EMA nè, đấy 1, 2, 3 lần và nó bật lên ngay lập tức nè, thứ tư nè. Đấy, nó chạm EMA coi như là cái vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng. Và cái việc là EMA dốc lên thì chúng ta thấy xu hướng là tăng rất là rõ ràng. Với chỉ số S&P 500 ha, US 500 thì xu hướng đang là tăng theo cái đường EMA rất là rõ ràng rồi. Và hai cái vùng mua quan trọng của chúng ta là quanh 3.105 và 2.983. Với cái việc là giá đang tiếp cận EMA ha, tiếp cận EMA ở mức cao như thế này, nhưng Hoài lại không có, lúc này là Hoài không tin tưởng đường EMA lắm, bởi vì giá đang gần như là nó thoải ngang ra rồi ha, nó không có dần còn dốc lên như cái giai đoạn trước này nữa. Cho nên chúng ta xác định vùng hỗ trợ để mua, chờ cho giá chạm và làm setup reaction tại hai cái vùng này để chúng ta có thể mua lên. Rồi, chúng ta cùng đi vào ba cái mã cổ phiếu ha chúng ta đang theo dõi trong thời gian vừa qua. Đầu tiên là mã TDOC. TDOC là của công ty Teladoc Health nha anh chị ha, Teladoc Health. Đấy, anh chị để ý cái tên công ty, bởi vì nhiều cái công ty nó có cái mã hao hao giống nhau á, anh chị nhầm á, là không có được đâu. Với cái mã này thì đường EMA cho thấy xu hướng đang là tăng rất là rõ ràng rồi ha. Và hiện tại giá đang chạm lại cái đường EMA nè và hình thành một pin 3 khá là đẹp. Và khá là trùng hợp là cái đuôi của pin 3 này cũng chạm ngay vùng hỗ trợ là 207.93 luôn. Thì anh chị có thể canh mua theo cái pin 3 này. Chúng ta đặt buy stop ha, khi giá chạm phá vỡ cái đỉnh 218.14. Và dừng lỗi chúng ta đặt thấp hơn so với cái mức đáy là 206.45. Đặt lệnh khi mà thị trường mở cửa được rồi ha anh chị. Tiếp theo là
CVX ha, với công ty của chúng ta tên là Chevron ha, công ty Chevron, mã CVX. Cái thị trường của CVX thì nó đang đi ngang, bởi vì anh chị để ý đường EMA đấy, nó đang đi ngang và nó hơi dốc dốc xuống như thế này thôi, nhưng Hoài đang nhận thấy một cái động lượng tăng khá là tốt ha, tăng khá là tốt, bởi vì thể hiện qua ba thanh nến tăng, một nến nè, hai nến nè và nến thứ ba. Đấy, ba thanh nến tăng rất là mạnh mẽ và bất chợt trong cái con xuống giảm giảm nhẹ như thế này thì chúng ta có thể canh mua được rồi. Chúng ta canh mua khi mà giá chạm được EMA quanh cái mức là 88,83, khi giá chạm và trên fraction cái mức thấp hơn là quanh 84,74, anh chị vẫn có thể mua được ha. Ok, vẫn có thể mua được. Mã cuối cùng chúng ta có thể phân tích trong cái video này đó chính là BAC, Bank of America ha. Đây, Bank of America. Cái mã này họ đã phân tích trong tuần vừa rồi và bây giờ kèo của chúng ta là chưa vào được ha. Họ thấy là Bank of America vừa thoát ra khỏi một cái đường, một cái đoạn giá tích lũy, thì chúng ta gọi đây là cái khoảng nền giá ha, hoặc là giá nền hay là base price của gì cũng được hết. Thoát ra khỏi cái vùng giá nền này rồi thì khả năng trong thời gian tới là BAC sẽ có một cái đợt tăng trưởng. Hiện tại thì nó vừa thoát ra khỏi cái mô hình là mô hình nêm giảm nè. Đấy, mô hình nêm giảm, hai cái cạnh này là mô tả mô hình nêm giảm. Và anh chị có thể mua lên khi giá phá vỡ đỉnh của cái hộp này ha, đỉnh của cái hộp, và dừng lỗ chúng ta đặt thấp hơn so với đáy của cái hộp, hoặc là thấp hơn cái swing low này quanh cái mức là 23,17 nè, 23,11 ha. Buy stop chúng ta đặt quanh 24,86. Rồi, trên đây là cái video phân tích Bitcoin. Trên đây là video phân tích vàng, forex và chứng khoán Mỹ theo production. Anh chị có thắc mắc bất kỳ cái cặp tiền hay là cái mã chứng khoán Mỹ nào thì nên để lại comment bên dưới, Hoài sẽ trả lời comment của anh chị. Dù sớm hay muộn thì Hoài cũng sẽ có một cái nhận định cho anh chị. Và nhớ bấm nút quả chuông ha, nút quả chuông kế bên nút subscribe để anh chị có thể nhận được thông báo khi mà Hoài ra những cái video clip phân tích rất là chi tiết và chất lượng những cái video này. Rồi, xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.